Hello, mến chào cả nhà. Hôm nay Phước Mai Vlog sẽ đi ra biển nha cả nhà ơi. Đây là biển Niên Chữ nha, hay còn gọi là Phan Rang. Phan Rang nha cả nhà. Cái bãi này cũng đẹp nè cả nhà ơi. Chiều hôm qua mình cũng có đi nhưng mà mình đi bãi bên kia. Ở đây có công viên nữa nè cả nhà. Đây. Mình đi qua công viên xong rồi tới bãi để xem mọi người tắm buổi sáng có nhiều như thế nào nha. Ồ, bây giờ mình đã thấy mặt trời lên. Trời ơi, mặt trời rất là đỏ luôn cả nhà ơi. Đang vừa rồi mình nói sao chưa thấy mặt trời lên mà giờ ra đây mới thấy nha cả nhà. Mặt trời rất là đỏ luôn. Trời ơi, đỏ lắm luôn cả nhà ơi. Trời đỏ lắm, đỏ rực luôn cả nhà. Rồi mình sẽ quay gần xem có thấy nó đỏ như nào không? Không. Đỏ lắm cả nhà ơi. Hình như nước đang rút thì phải. Ồ cũng đông lắm nha mọi người ơi. Rất là đông người tắm nha. Cái bãi hôm qua mình tắm là hướng bên kia cả nhà. Để mình nhớ cái nhà cao cao á. Đó cái hôm qua mình tắm bãi hướng bên kia. Đây. Có ông anh dắt mình đi nha cả nhà chứ mình cũng không có biết đường xá ở đây á. Nên cũng có ông anh ổng dắt đi. Bây giờ rồi cũng đông có người nước ngoài. Tụi mình hẹn nhau rủ nhau là 4 giờ ra tắm. 4 giờ sáng ra tắm nhưng mà rốt cuộc là bây giờ mới ra tắm nha cả nhà ơi. Nhưng mà bên kia đông người hơn nha cả nhà. Bên kia rất là đông người tắm luôn. Đâu rồi? Bên kia rất là đông người tắm. Đâu rồi? Đó, quá trời luôn. Các bạn có thấy không? Rí rí nhỏ nhỏ là con người ta đang tắm. Bọn mình hẹn nhau cũng đông lắm là sáng nay sẽ ra tắm sớm nhưng mà rốt cuộc là không có đúng hẹn nha cả nhà. Bây giờ vẫn còn đang ngủ, mọi người đang còn ngủ nên không có ra tắm. Rất là đông nha. Mình thấy có mấy cô cũng lớn tuổi rồi nè, cũng ra bơi, chắc là giống thể dục thể thao vậy đó. Sóng sóng cũng rất là mạnh luôn cả nhà. Đó mấy cô rất là dễ thương cả nhà ơi. Đó. Bây giờ mình cũng sẽ quay mấy cô. Trời mấy cô dễ thương quá. Ủa? Không phải, con nhìn cô này giống như cô ở trên Đà Lạt, không phải. Dạ. Đây nha cả nhà ơi. Trời rất chi là đỏ luôn, mặt trời đẹp quá cả nhà ơi. Rất chi là đẹp luôn. Rất chi là đẹp nha cả nhà. Sống nó được như vậy. Có nhiều người á, cả nhà họ đi biển họ mặc đồ hơi sexy á, họ ngại khi lên lên hình nhưng mà mình thấy đẹp, mà đi biển là phải mặc sexy mới đẹp, mặc sexy bikini nó mới đẹp đúng không cả nhà, chứ mình mặc kín quá mình đi ra biển á, mình tắm nó không có thoải mái. Bây giờ cũng sẽ tới lượt mình tắm nên là không có người cầm quay video cho mình á cả nhà. Bây giờ mình chắc xin tạm dừng cái video lại rồi tiếp tục hành trình bơi. Hẹn gặp cả nhà trong những chương trình tới nha. Bye bye.